Honda City 125 có thiết kế theo phong cách xe máy số đường trường với kiểu dáng phá cách, đậm chất chơi, hướng đến nhóm khách hàng cá tính, thích sự khác biệt và có những chuyến du lịch trải nghiệm. Xe do Honda Thái Lan sản xuất, phong phú tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường khác trong Đông Nam Á. Lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu City Series từng trình làng vào những năm 60, kiểu dáng của Honda City có phần cá tính, phong cách. Bên cạnh đó, Honda City 125 cũng chia sẻ nhiều đặc điểm chung của Honda Super Cup 125, nhưng bộ khung của City 125 đã được tùy chỉnh, thiên về mục đích off-road. Honda City 125 có khoảng sân gầm là 165mm, chiều cao yên là 800mm. Bình nhiên liệu của xe có dung tích là 5,4 lít, trọng lượng là 118kg. Xe nổi bật với thiết kế đèn pha dạng tròn, tích hợp viền LED, cụm đồng hồ hiển thị thông số tích hợp màn hình LCD tròn. Honda City 125 sở hữu phong cách đậm chất chơi với thiết kế ống xả đặt cao, dọc theo thân xe. Tương tự như Super Cup 125, phần yên của City 125 được chia thành hai phần. Phần yên dành cho người lái rộng và có bọc da, trong khi phần yên phía sau được làm bằng ống thép, khá rộng, có thể chở được nhiều hàng hóa. Cả hai bánh trước và sau của xe đều dùng mâm năng hoa, kích thước 17 inch, kết hợp với hệ thống phanh đĩa. Phanh trước được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Honda City được trang bị khối động cơ 4 thì, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun nhiên liệu BCM-FE. Gia nhập vào thị trường Việt Nam, Honda City 125 được các đại lý chào bán mức giá lên đến 198 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Trước đó tại Thái Lan, mẫu Honda City 125 được phân phối chính hãng với mức giá vào khoảng 55 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.